Quỳnh xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy ứng dụng của kênh Phong thủy Gia Cát trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, sự nghiệp gặp nhiều may mắn, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, năm 2020 có thể nhận được sự giúp đỡ từ những người bạn hoặc người đầu tư. Đối với những người có ý định bắt đầu doanh nghiệp mới, tốt nhất là có tìm một đối tác kinh doanh. May mắn dành cho bạn vào tháng 1, tháng 3 và tháng 12 âm lịch, nhưng cũng sẽ rất khó khăn để bạn bắt đầu việc kinh doanh trong những tháng đó. Cẩn thận với những cạm bẫy trong kinh doanh và các công việc liên quan đến nước. Người tuổi Tý sinh năm 1972, nạp âm ngũ hành là tang đố mộc, đa phần là những người thân nhàn tâm khổ, tuổi trung niên thì vật chất đủ dùng, quan hệ với người thân thì lạnh nhạt, trong công việc thì luôn hết mình. Năm Canh Tý 2020 có nạp âm ngũ hành là bích thường thổ, mộc khí khắc thổ khí nên sẽ vất vả trong vấn đề kiếm tiền, tài lộc sơ sẩy, không chú ý sẽ bị hao hụt. Hung thần Kình Dương đóng mạnh, đây là hung thần ảnh hưởng nghiêm trọng đến con đường tài lộc của gia chủ, dễ bị rơi vào thị phi, tiểu nhân quấy phá trước những công đoạn quan trọng. Đây là một hung tinh có ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhâm Dương Thủy gặp Canh Dương Kim là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phủ, sinh cho thân, bản thân gặp may mắn, công việc hanh thông. Đây chính là thiên ấn phù trợ rất tốt cho bản mệnh gia chủ tuổi Nhâm Tý. Ngoài ra thì cần lưu ý bảo vệ sức khỏe, tránh làm việc quá độ, luôn giữ bản thân tỉnh táo để tránh gặp phải tiểu nhân quấy phá. Cũng trong năm nay, mệnh chủ sẽ cần hết sức đề phòng về vận đào hoa của mình, vì đây sẽ là đào hoa sát, vận đào hoa ảnh hưởng đến đời sống hôn nhân cũng như là danh dự bản thân. Về tổng quan vận hạn của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, vào năm 2020, nam mệnh 49 tuổi, năm nay gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh, hành niên trực kim tinh, phàm sự bất toại tâm. Ngoài ra thì trong dân gian từ xa xưa vẫn thường có câu sao Thái Bạch quét sạch cửa nhà, nên trong năm này nam mệnh chú ý cần hết sức cẩn thận. Ở bên ngoài thì dễ gặp phải thị phi rắc rối, hao tài tốn của, tài lộc giảm sút. Nữ mệnh 49 tuổi năm nay gặp sao Thái Âm chiếu mệnh, cần đặc biệt chú ý những vấn đề về phụ khoa, nếu đi xa thì sẽ có lợi cho tài vận của mình hơn. Nhưng cần phải chú ý nhiều hơn về gia đạo cũng như là người bạn đời của mình, nên hài hòa hơn giữa công việc, tình cảm, gia đình. Dự đoán tử vi tổng thể năm 2020 còn phải đối mặt với một số khó khăn, năm không thuận lợi. Sự nghiệp của bạn dễ gặp phải một nút thắt và bạn nên xem xét để đưa ra cách tháo gỡ và phát triển hơn nữa. Thử thách trong tình cảm và mối quan hệ, nhất là con trẻ đang ở độ tuổi chơi đùa, sẽ là những mối lo ngại cho Nhâm Tý sinh năm 1972. Về sức khỏe thì khi bạn lao động về thể chất và tinh thần sẽ là những điều cần phải lưu ý, có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe. Năm nay, bạn có thể đeo vòng tam hợp theo tuổi để có thể giảm hiệu ứng xấu và chúc phúc cho cả gia đình hạnh phúc, may mắn. Ngoài ra thì cũng trong năm nay, mệnh chủ cần hết sức đề phòng về vận đào hoa của mình. Đây sẽ là đào hoa sát, vận đào hoa ảnh hưởng đến đời sống hôn nhân cũng như là danh dự bản thân. Phương án kích hoạt cung tài lộc cho các gia chủ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Phương án thứ nhất đó là tuyển chọn nhân sự cho cửa hàng công ty. Tuổi theo thiên can hóa ngũ phúc, đinh hợp nhâm hóa mộc hỏa vào những tháng dần, mão, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi, sửu. Sẽ tương ứng với các tháng là tháng 2, tháng 1, tháng 4 và tháng tư nhuận, tháng 5, 6, 8, 9, 10 âm lịch trong năm 2020. Vậy nên, nếu như mệnh chủ muốn hợp tác hoặc là tuyển dụng những nhân sự có nạp giáp thiên can là bính thì có thể tiến hành vào những tháng này. Một số mệnh chủ tuổi bính như là bính dần 1986, bính tý 1996, bính thìn 1976, bính ngọ 1966, bính thân 1956. Tuổi theo tam hợp hóa ngũ phúc, thân, tý, thìn, hóa thủy vào các tháng thìn, thân, dậu, hợi, tý, tương ứng với đó sẽ là tháng 3, 7, 8, 10, 11 âm lịch. Nếu mệnh chủ có tiến hành hợp tác làm ăn với những tuổi trong bộ tam hợp này thì cần phải chú ý những tháng trên. Nếu có thể tiến hành những tháng này rất hanh thông, thuận lợi, may mắn. Và một số điều cần phải chú ý khi chọn tuổi trong bộ tam hợp sẽ là nếu kết hợp với các mệnh chủ tuổi thìn, chọn ngày hoặc giờ là thân, và ngược lại nếu mệnh chủ tiến hành kết hợp làm ăn với những mệnh chủ tuổi thân sẽ chọn ngày giờ là thìn. Tuổi thiên lộc,
Tuổi Thiên Lộc mang lại tài lộc, may mắn về mặt tài chính, sự nghiệp và công danh. Vị trí tốt cho tuổi tài lộc có thể là đối tác, nhân viên lễ tân, nhân viên bảo vệ, vợ con. Tuổi Thiên Lộc của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 sẽ là Hợi, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Quý Hợi sinh năm 1983, Kỷ Hợi sinh năm 1959, Nhâm Tý sinh năm 1972, Ất Hợi sinh năm 1995, Đinh Hợi sinh năm 2007. Tuổi Dương Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ mình biểu hiện ra bên ngoài, ứng với vị trí của nhân viên kinh doanh, người hỗ trợ kinh doanh chồng con. Dương Quý Nhân của Nhâm Tý sinh năm 1972 là Tỵ, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Ất Tỵ 1965, Tân Tỵ 2001, Đinh Tỵ 1977, Kỷ Tỵ 1989, Quý Tỵ 1953. Tuổi Âm Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ phần tiềm ẩn, ứng với vị trí nhân viên kế toán, thủ kho, thủ quỹ. Âm Quý Nhân của Nhâm Tý 1972 sẽ là Mão, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Ất Mão 1975, Tân Mão 1951 hoặc 2001, Quý Mão 1963, Kỷ Mão 1999. Do Tý Ngọ là trực xung nên việc chọn tuổi làm ăn kinh doanh cần phải chú ý, hạn chế hết sức có thể đến việc kết hợp với những mệnh chủ tuổi Ngọ. Nếu tiến hành cần có biện pháp hóa giải hợp lý. Ngoài ra thì Tý Sửu thuộc bộ lục hợp nên việc chọn lựa tuổi thì những mệnh chủ tuổi Sửu trong trường hợp này sẽ rất cát lợi. Tuổi Thiên Mã. Tuổi Mã liên quan đến vận động, vận chuyển ở bên ngoài, ứng với các vị trí lái xe, nhân viên thu hồi công nợ, nhân viên vận chuyển hàng hóa. Tuổi Thiên Mã của Nhâm Tý sinh 1972 là Dần, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên, đó là Bính Dần 1986, Giáp Dần 1974, Mậu Dần 1998, Canh Dần 1920, Nhâm Dần 1962. Vị trí cung tài lộc: Hợi tại phương vị Tây Bắc 337,5 độ, Tỵ tại phương vị Đông Nam 157,5 độ, Mão tại phương vị Đông 97,5 độ. Các vị trí này trong nhà, cửa hàng, công ty, mệnh chủ cần phải chú ý luôn giữ sạch sẽ, không được để những vật dụng nhiều âm khí, uế khí. Có thể sử dụng thêm các vật phẩm phong thủy để chiêu mời quý nhân, kích hoạt hòa hợp âm dương, thiên địa nhân hợp nhất để bài trí an vị tại các phương vị này trong văn phòng, nhà, cửa hàng của mình. Phương án tiếp theo đó là chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng. Xét đến kim lâu thì năm 2020 Canh Tý, gia chủ 49 tuổi, theo cách tính kim lâu từ trước tới nay thì trong năm này, mệnh chủ không phạm phải kim lâu. Năm 2020 Canh Tý, gia chủ tuổi Nhâm Tý sinh 1972 sẽ là 49 tuổi nên không phạm phải hoang ốc. Xét đến tam tai thì nam mệnh gia chủ Nhâm Tý sinh 1972 cần tránh các năm tam tai Dần, Mão, Thìn. Năm nay là năm Canh Tý, theo cách tính tam tai thì gia chủ không phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Vậy nên nếu có xây dựng mới thì gia chủ tuổi Nhâm Tý 1972 nam mệnh sẽ có thể đứng ra tự động thổ cho trạch đất nhà mình. Nếu muốn bổ sơn vượng hướng để tiến hành xây dựng mới thì mệnh chủ cần tiến hành tìm người phù hợp với trạch đất, hợp với tuổi của mệnh chủ để tiến hành động thổ. Tiếp theo thì xin mời quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy về các hung vận khí từng hướng nhà khi kết hợp với gia chủ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Với nam mạng thì sẽ thuộc cung khảm thủy, xét theo cung mệnh thuộc đông tứ mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt của trạch đất đông tứ trạch, đó là hướng bắc phục vị, đông tiên y, nam duyên niên, đông nam sinh khí. Ngoài ra, cần tránh bốn hướng xấu của Tây Tứ Trạch sẽ là hướng Tây Họa Hại, Tây Nam Tuyệt Mệnh, Tây Bắc Lục Giáp, Đông Bắc Ngũ Quỷ. Với nữ mạng Nhâm Tý sinh năm 1972 là cung Cấn Thổ, xét theo cung mệnh thuộc Tây Tứ Mệnh, vì vậy hợp với bốn hướng tốt đó là Đông Bắc Phục Vị, Tây Bắc Thiên Y, Tây Diên Niên, Tây Nam Sinh Khí. Ngoài ra, cần tránh bốn hướng xấu đó là hướng Nam Họa Hại, Đông Lục Giáp, Bắc Ngũ Quỷ, hướng Đông Nam là Tuyệt Mệnh. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà phạm vào họa hại là sao lộc tồn thuộc thổ hướng Tây Nam, tượng quái là khôn, phạm vào thì bị thị phi, khẩu thiệt, hao tài tán lộc, bệnh tật, gặp phải tai nạn bất ngờ, dẫn tới tổn thương lớn, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trong căn nhà không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao liêm trinh thuộc hỏa, tự quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy, bị hỏa hoạn, bệnh tật, khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn gia súc, tán tài tán lộc, tổn hại nhân đinh.
Hơn nữa, nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là do phá quân thuộc kim, tượng quái là đoài, phạm cung tuyệt mạng có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái, sống không lâu, dễ bị tiểu nhân quấy phá, nhiều khó khăn, dễ tai nạn dẫn tới mất sức lao động, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng phạm lục sát, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy, tượng quái là khảm, chủ về thị phi, khiến cho tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc, khiến cho tài vận đi xuống, gia đạo nhiều biến động, các thành viên sinh sống trong nhà gặp phải nhiều chuyện không như ý. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng được phục vị nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Phục vị là sao tảo bồ thuộc mộc hướng đông nam, tượng quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, ắt sinh quý tử, con cái dễ nuôi, sự nghiệp công việc hanh thông thuận đạt. Nếu như mệnh chủ gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Xây nhà và ở hợp hướng được sinh khí rất khát lành, vì sinh khí tượng là sao tham lang thuộc mộc hướng đông, tượng quái là chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, lợi cho quan lộc, làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng thêm, khách khứa tới đông, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Hướng này rất phù hợp cho các gia chủ theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, tiến hành mở cửa hàng, công ty, nhà hàng, xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà được diên niên là sao vũ khúc thuộc kim, hướng Tây Bắc, tượng quái là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc, trung phú, sống lâu, của cải, vợ chồng vui vẻ, nhân khẩu, lục xúc đại vượng. Đây là hướng đẹp phù hợp với mệnh chủ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hướng được thiên y, thuộc sao cự môn thổ, chủ quản tại hướng Đông Bắc, tượng quái là cấn, chủ về sức khỏe, giàu có ngàn vàng, không tật bệnh, nhân khẩu, ruộng vườn, xúc vật đại vượng, khoảng một năm thì có của, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Mệnh chủ Nhâm Tý 1972 cần phải chú ý chọn cho mình các hướng nhà, hướng cửa hàng phù hợp với tuổi của mình để công việc được hanh thông, thuận lợi, viên mãn. Về kích hoạt tài lộc cho năm 2020, theo sơ đồ cửu tinh thì các phương vị tốt để kích hoạt khí của sao Nhất Bạch, Bát Bạch và Cửu Tử lần lượt ở phương vị Tây, Tây Bắc và Đông Bắc. Tại các phương vị này trong cửa hàng, mệnh chủ có thể tiến hành đặt các cây tài lộc, các vật phẩm kích hoạt tài lộc để có thể kích vượng khí, nạp phúc khí cho mình nhé. Ngoài ra thì đây là các phương vị kích hoạt theo từng năm nên mệnh chủ cần chú ý, do từng năm sẽ có những thay đổi khác nhau nên các vị trí này mệnh chủ không cần quá chú trọng để ý nhiều. Các vật phẩm quan trọng thường được bày biện trong nhà, văn phòng, cửa hàng mà gia chủ sẽ cần phải chú ý nhiều hơn. Đó là két sắt. Đây là vật phẩm giúp cho gia chủ thu giữ, tích trữ, chấn giữ tài lộc cho nhà mình. Thường sẽ cần đặt để vào các vị trí kín, ẩn, không được đối xung với cửa nhà, cửa phòng cất giữ. Vị trí đặt lý tưởng nhất sẽ thường được đặt là vào phương vị tài lộc của mệnh chủ. Bàn thờ thần tài. Thần tài là vị thần cai quản tiền bạc, vật chất trong nhân gian và cả tiên giới. Chính vì vậy mà người dân thờ thần tài với mong muốn nhận được may mắn, thành công trong việc kinh doanh buôn bán. Việc thờ cúng cũng cần phải đầy đủ và trang nghiêm. Anh chị hãy cùng theo dõi video hướng dẫn chi tiết của chúng tôi trên kênh nhé! Thường thì việc đặt bàn thờ thần tài, các gia chủ cần phải cố gắng đặt vào những cung tốt theo tuổi của mình, nhưng đây cũng chưa phải là cách tốt nhất và tối ưu nhất. Việc bố trí, bài trí cần phải tuân theo các cục sắp xếp của các công năng trong nhà, tránh được xung sát trong nhà. Tại phương vị quý nhân của mình, gia chủ có thể sử dụng thêm các vật phẩm kích hoạt hòa hợp, tăng cường vận khí của mình. Nên theo quan niệm của dân gian từ xưa tới nay, cái gốc của tài lộc chính là hòa hợp. Muốn có được tài lộc tốt thì chắc chắn phải hòa hợp. Nếu không có gốc chắc chắn sẽ như bông hoa sáng nở tối tàn. Ngoài ra thì tại văn phòng làm việc có thể đặt thêm một số cây xanh đem lại tài lộc, tạo nên sức sống không gian xanh như là cây kim ngân. Theo quan niệm của người Đông Phương, kim ngân là loài cây thu hút tiền tài bởi có ý nghĩa là tiền vàng, vật chất giàu sang. Vì vậy, đặt loại cây này trên bàn làm việc, người chủ nhân sẽ luôn gặp may mắn, thịnh vượng trong công việc và cuộc sống. Đặc điểm của cây kim ngân đó là có lá xanh tươi quanh năm, đa dạng về hình dáng cây, thích hợp trồng trong đất cả về thủy sinh với nhiều kích thước khác nhau nên đáp ứng được đầy đủ mọi nhu cầu trang trí nội thất. Cây ngọc ngân trong phong thủy
còn có ý nghĩa về tiền bạc dồi dào, là loài cây mang đến sự may mắn, thịnh vượng, tài lộc cho chủ nhân. Cây ngọc ngân thì có vẻ đẹp thanh thoát, lá và thân nổi bật với màu xanh đốm trắng xen lẫn nhau hài hòa tinh tế, tạo cảm giác thư thái mát mắt mỗi khi ngắm nhìn. Ngọc ngân thì có tác dụng thanh lọc không khí, hút bụi và các chất độc hại, đem đến không gian trong lành, tươi mát. Ngoài ra đây còn là loài cây ưa bóng râm, thích nghi tốt với môi trường trong nhà và văn phòng làm việc. Cây vạn niên thanh hay còn gọi là cây trầu bà vàng có ý nghĩa trong phong thủy, mang đến may mắn, sức khỏe và vững bền trong sự nghiệp. Lá cây hình trái tim có đường vân màu trắng đẹp mắt, vì vậy đây là loại cây phong thủy hợp với những người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Cuối cùng thì việc lựa chọn màu sắc quần áo, xe phù hợp với mình để tăng cường vận khí, mang lại bình an, may mắn sẽ phụ thuộc nhiều vào bát tự của mình. Gia chủ cần cung cấp đầy đủ những thông tin năm tháng ngày giờ sinh để các chuyên gia phân tích đưa ra thông tin ngũ hành còn đang khuyết thiếu, giúp mệnh chủ bổ sung lại đầy đủ hơn. Với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ thì mong rằng các mệnh chủ tuổi Nhâm Tý 1972 sẽ áp dụng được đối với doanh nghiệp, công ty, cửa hàng của mình để công việc thêm phần hanh thông, cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc, thắc mắc của mình ở phía dưới phần bình luận để được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng đội ngũ tư vấn hỗ trợ của thầy. Sự góp ý chân thành của quý anh chị sẽ giúp cho chương trình ngày càng hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về phong thủy tử vi và ứng dụng phong thủy vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.